Cộng Nhạc sĩ Việt Nam tỏa sáng tại cuộc thi Brother quốc tế Berlin 2022. Đáng chú ý và vô cùng thú vị là các thí sinh muốn lọt vào top 3 phải thực sức với các tác phẩm âm nhạc được đánh giá là hiện tượng của một nghệ sĩ gốc Việt. Cuộc thi Guitar quốc tế Berlin khởi đầu năm 2006 là cuộc thi vô cùng uy tín dành cho các nghệ sĩ guitar cổ điển trên toàn thế giới, diễn ra 2 năm một lần dành cho các học sinh sinh viên trường âm nhạc chuyên nghiệp và không quá 32 tuổi. Các thí sinh bắt buộc phải chơi nhạc phẩm Fall Sonata do giáo sư nhạc sĩ guitar Đặng Ngọc Long, hiệu trưởng trường âm nhạc Berlin Gerd Schäfer, đồng thời là chủ tịch hội đồng nghệ thuật, chủ tịch ban giám khảo cuộc thi sáng tác. Thí sinh được lọt vào vòng 3 mới được đến biểu diễn tại Berlin. Quán quân cuộc thi năm nay thuộc về thí sinh đến từ Italy và phần thưởng trị giá 8.000 euro, cũng như được mời làm thành viên giám khảo cho mùa thi tiếp theo. Trưởng ban tổ chức cuộc thi cũng là một nhà báo. Ông George Burke hết lời ca ngợi giáo sư, nghệ sĩ Đặng Ngọc Long và cho rằng những tác phẩm này rất đặc biệt, đến từ cuộc sống nên ai cũng cảm thấy bất ngờ thú vị. Giáo sư, nghệ sĩ Đặng Ngọc Long đã sử dụng những yếu tố truyền thống của Việt Nam pha trộn với sắc thái của châu Âu, tạo ra hiện tượng đặc sắc, lấy chất liệu từ các thi sĩ, nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, triết học lỗi lạc của Đức, tạo nên thử thách lớn đối với các thí sinh. Giáo sư nhạc sĩ Đặng Ngọc Long chia sẻ, ông có ý định muốn đưa cuộc thi guitar quốc tế về Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm sự kiện tầm cỡ thế giới này ra đời. Ngoài mong muốn cho các thí sinh trong nước được làm quen với cuộc thi thế giới, những tác phẩm thiên nhiên Việt Nam do ông sáng tác được các nghệ sĩ nước ngoài đoạt giải trình diễn trên chính quê hương sẽ là niềm hạnh phúc và niềm tự hào lớn đối với bạn bè quốc tế. Tại cuộc thi năm nay, giáo sư Đặng Ngọc Long cùng hai thí sinh đoạt giải năm 2014 và năm 2020 đến từ Đan Mạch và Belarus đã đưa những bài dân tộc Việt Nam, đã đưa những bài dân ca Việt Nam như Núi rừng Tây Nguyên, Người ở đường về, Đi cấy, khiến nhiều khán giả rất bất ngờ, lan tỏa âm nhạc Việt Nam đến khắp bạn bè Nam Châu. Bản tin Người Việt Nam Châu. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị khán giả trong nước và toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.